Chào các bạn, trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn lựa chọn một củ sạc như củ sạc iPhone hoặc Samsung á, hay bất kỳ điện thoại nào á, thì mình hướng dẫn các bạn có thể test nhanh nha. Khi mà các bạn mua cục sạc ngoài thị trường á, các bạn không biết được là cục sạc đó có phải là cục sạc zin hoặc là cục sạc lô hay không, thì các bạn mình nói về trong video trước á, là mình các bạn nên cầm thêm một cái cục 500 ha, rồi các bạn để các bạn test nha. Tại vì cái chân cắm AC 220V á, vào cái ổ cắm điện á, rất quan trọng nha các bạn. Như đối với cục sạc lô á, thì các bạn cắm vô, tại vì cái này, cái vật liệu của này trên đây á, nó làm bằng sắt, nên các bạn vô là nó dễ bị hít lắm nha các bạn. Nè, các bạn cầm cục 500 theo, thì các bạn test nó mua cục sạc cũ hay củ sạc á, thì các bạn để như vậy á, là nó khi trường hợp mà nó hít á, là cái sạc này chắc chắn là sạc lô nha các bạn. Còn những cái củ sạc mà sạc zin á, nó không bao giờ nó bị hít nha các bạn. Tại vì bên trong đây á là cái chân đồng, rồi nó phủ một cái lớp như lớp inox á, hoặc là lớp kẽm á, cho nó sáng bóng nha, nó không bao giờ. Nhưng mà bên trong là lớp đồng thì nó không bao giờ nó bị hít nha các bạn. Còn đối với những củ sạc lô á, thì các bạn để cục 500 vô như thế này thì nó sẽ hít. Đây là cách phân biệt dễ nhất mà nhiều bạn chưa biết. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi lựa chọn cái cáp sạc trên điện thoại di động của mình nha các bạn. Sau đây mình sẽ nói về cái tiêu chuẩn mà để các bạn lựa chọn một cái cáp sạc tốt nha các bạn. Ở đây á, cái cáp sạc của mình có 3 loại. Thường là cái cáp micro USB nữa các bạn. Là micro USB, cái cáp này cáp 5 chân nha các bạn, xài do những cái máy đời cũ á. Tiếp theo là cáp Lightning này xài do iPhone, iPad, nó chuyên của hãng Apple nha các bạn. Cái cáp tiếp theo á là cáp USB Type-C, là cáp cái tiêu chuẩn hiện giờ nha các bạn. Cái Samsung Nokia hay mấy cái máy Huawei gì đó nó hay xài nha các bạn. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn thấy. Ở đây mình sắp có 3 đầu cáp. Cái đầu cáp đây là cái cáp micro USB. Nói chung mấy cái đầu cắm thì cái cổng USB thì cắm vô cái củ sạc hoặc là cắm vô cái cục sạc dự phòng á, thì mình quan trọng chú ý là ba đầu cáp này thôi. Thứ nhất á là cái đây là đầu cáp micro USB ha. Cái thứ hai là cái cáp Lightning, là dùng cho cái iPhone nha các bạn, cái dòng iPhone, iPad hoặc là mấy cái cục sạc AirPods của hãng Apple á. Còn đây cái cổng USB Type-C, đây là cái tiêu chuẩn của nó nha các bạn. Đối với cáp sạc như thế này á, hiện nay người ta chuyển từ cái cổng micro USB nè, nó chuyển qua USB Type-C, thì hãng Samsung là xài rất nhiều nha các bạn. Rồi mấy cái hãng về sau á, các hãng khác á, nó chuyển qua, tại vì nó có ưu điểm nhiều hơn so với cái thế hệ cũ là dùng micro USB. Bây giờ đa phần smartphone bây giờ nó chỉ có phân loại hai loại, là một là của hãng iPhone Apple thì nó xài cổng Lightning, hai là cái dòng smartphone khác của hãng, bất kỳ hãng nào thì người ta chuyển có dùng USB Type-C nha các bạn. Thế đây mình sẽ nói về cái cách mà người ta sản xuất ra một cái cáp sạc. Thường á, khi mà các bạn mua một cái điện thoại á, thì các hãng sản xuất điện thoại như iPhone hoặc Samsung á, đây ví dụ là nó cung cấp cho các bạn một cái củ sạc hoặc là đồng bộ với nó một, kèm theo là một cái cáp sạc. Thì bên đây á, những cái hãng mà sản xuất điện thoại á, mình sẽ gọi là bên thứ nhất nha các bạn. Cái bên thứ hai là các bạn làm một khách hàng hoặc là các bạn là người sử dụng, thì các bạn mua cái sản phẩm của nó thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái củ sạc, cáp sạc đi cùng với cái máy của nó nha các bạn. Ở đây mình gọi là bên thứ hai. Còn cái bên thứ ba là các ở đây có một số công ty chuyên dụng
nó chuyên cái sản xuất này như pin nè, cáp nè, cục sạc và củ sạc. Cái bên thứ ba này á, như có một số hãng như Microcom nè hoặc là Hoco á. Thì những cái công ty mà bên thứ ba này á, nó không có sản xuất điện thoại di động nha các bạn, thì nó sẽ hỗ trợ mấy cái phụ kiện accessory, cái phụ kiện hoặc là cái linh kiện á, để mà hỗ trợ cho cái, nó đảm bảo cho cái thiết bị của bạn á hoạt động tốt hơn ha, rồi nó bền hơn. Nói chung là cái bên thứ ba này chuyên sản xuất cái, nó sẽ bền hơn cái bên thứ nhất luôn nha các bạn. Tại vì các bạn biết không, thì bên thứ ba này á, tại vì nó chuyên về sản xuất cái này luôn, nó chuyên dùng. Còn cái bên thứ nhất này á, nó chỉ chuyên về cái mẫu bên sản xuất điện thoại thôi, hoặc là một cái thiết bị điện tử á. Nên cái phần cáp sạc á, nhiều khi chất lượng nó không bằng nha cái bên thứ ba này nha các bạn. Ở đây á, mình không quy đổi và tích bất kỳ các hãng nào, nhưng mà mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như cái hãng Nokia. Đây là cái cáp sạc chính hãng của Nokia nha các bạn. Nè, còn nguyên tem nè, là có của Nokia nha các bạn. Sau một thời gian các bạn sử dụng á, cái cáp sạc này các bạn, cái phần nhựa của nó các bạn, nó sẽ bong chóc nha các bạn. Nè, các bạn có thể dùng tay mà các bạn cạo ra được luôn, cái bong chóc cái phần nhựa của nó là quá tệ luôn nha các bạn. Nè, đối phần đầu cáp sạc micro USB á, nó gãy rồi nó bung luôn nha các bạn. Phần nhựa nói chung là khá kém nha các bạn. Thì một số hãng á, nó sẽ đánh giá theo cái tiêu chuẩn khác nhau, nhưng mà đối với như cáp sạc Nokia á, đa phần mà các bạn ai mà sử dụng á, thì mình thấy là nó có chất lượng á, khá tệ, cho dù cái cáp sạc này là cáp sạc chính hãng nha, của nó luôn nha các bạn. Về sau không biết bên Nokia có cải thiện về chất lượng hay không, nhưng mà và cái phân khúc mà cái cáp sạc mà dùng cái cổng micro USB này á, nói chung là quá kém đâu các bạn. Đa phần cái cáp nào á, mình xài bên chính hãng của Nokia á, thì nó cũng bị gãy đầu cái đầu hết nha các bạn, bung chóc cái phần nhựa. Thì đây á, mình nói thêm và cái bên thứ nhất á, bên thứ nhất nó nói chung nó chú trọng về cái sản xuất cái thiết bị đầu cuối, cái thiết bị điện thoại di động. Còn cái nói chung là cái phần cáp sạc á, nó sẽ nhiều khi nó không chú trọng, nhưng mà đối với cái bên thứ ba này á, nó chuyên ngành của nó là sản xuất, nên nó biết được cái chất lượng nè, rồi nó cái tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn nhiều so với cái mấy cái hãng bên đây nè các bạn. Như các bạn không tin á, thì đa phần á, cái cáp mà cáp sạc của như bây giờ là cái cáp sạc đây, cái cáp sạc chính hãng của Samsung đi, tại vì các bạn nó không có lớp bảo vệ bên ngoài á. Còn đây là cái cáp sạc của cái bên thứ ba là cái hãng khác nha các bạn. Thì các bạn thấy không, nó sẽ có một cái lớp bảo vệ bên ngoài bao bọc cái vỏ bên ngoài, thì chắc chắn là và cái vấn đề và thời tiết á, rồi và của cái quá trình sử dụng á, nó sẽ bền hơn, cực bền hơn so với những cái cáp trơn mà các hãng mà nó đưa cho mình kèm theo cái máy điện thoại mà các bạn sử dụng á, nó không được bao bọc bằng cái lớp bảo vệ bên ngoài, tất nhiên là nó sẽ không tốt bằng nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ nói về một cái số tiêu chuẩn để đánh giá và một số nguyên nhân mà các bạn hiện xảy ra cái hiện tượng là hư cáp sạc. Cái hiện tượng này xảy ra rất nhiều nha các bạn, là trên khoảng hơn 80% là cái đầu, mấy cái đầu cáp này nè, đầu cái nhất là đầu là Lightning nè các bạn, mấy cái đầu cáp này hay hư, rất hư nha các bạn. Đầu micro USB nè, hoặc đầu Lightning nè, hoặc là cái đầu USB Type-C á, nói chung là toàn bộ mấy cái đầu này hư. Mà trường hợp hư nhiều nhất á, là bị đứt dây nè các bạn, nó gãy đầu á, giống như cái trường hợp hôm nãy á. Nên yêu cầu đặt ra của mình á, là mình sẽ đưa ra một số cái phương pháp để mà các bạn lựa chọn được một cái cáp sạc xịn nha các bạn, các bạn xài được lâu dài ha. Thứ nhất mà các bạn khi mà các bạn đi mua ra ngoài mua một cái cáp sạc á,
đa phần á, nó bán chơi các bạn á, nó có sẽ có một cái hộp sạc nha các bạn. Đây mình ví dụ là đây là có một cái một hộp sạc. Hộp sạc này á, nó bên hông của nó sẽ có cái mã QR. Đây là những cái hộp sạc này chính hãng các bạn nhìn thấy không? Cái tem á, tem bóng luôn nha, nó đổi màu, tem đổi màu. Các bạn nghiêng qua nghiêng lại giống như cái tiền polymer của mình á, nó sẽ đổi màu nha các bạn, tem bảy màu á. Ở trên đây sẽ có cái mã QR, thì các bạn dùng cái ứng dụng quét mã QR là các bạn tra được cái xuất xứ của nó nha các bạn. Cái cáp này nè, thì đây là cái cách đầu tiên các bạn quét mã QR, các bạn tra được xuất xứ của nó. Cái vấn đề thứ hai là các bạn nên tìm mua mấy cái cáp sạc chính hãng hoặc là những cái cửa hàng phân bố phối ở những chỗ uy tín nha các bạn. Thì như hôm nãy mình đã nói á, đối với những cái cáp sạc hoặc là pin gì á, nhiều khi bên thứ nhất nè nó không tốt bằng cái bên thứ ba nha các bạn. Thì nếu mà các bạn mà lựa chọn những cái công ty khác á, mà không phải là bên thứ nhất nó sản xuất á, thì các bạn có thể đến cái cửa hàng của nó hoặc cái trung tâm phân phối á, để các bạn mua cái sản phẩm chính hãng nha. Kế tiếp á, các bạn nên chọn những cái cáp sạc mà có lớp vỏ bảo vệ nha các bạn. Lớp vỏ bảo vệ ở đây là dây dù hoặc là dây nhựa. Như lúc nãy mình đã nói cho các bạn biết á, là đối với những cái cáp sạc mà chính hãng như thế này các bạn, nó sẽ đưa mình một cái dây trơn ha, bên ngoài nó không có lớp bảo vệ gì hết. Nên đối với những như cái cáp sạc này, mình ví dụ mình vô tình bị cái gì nó cứng đè lên á, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng dây đồng bên trong nha các bạn. Rồi mưa gió hay là bị nắng gì á là nó có ảnh hưởng, nên tốt nhất á, là các bạn có cái lớp bảo vệ. Mà những cái cáp sạc chính hãng á, nó không bao giờ mà nó chế tạo những cái này, chỉ có những cái bên thứ ba này nè, cái hãng sản xuất cáp sạc khác á, nó chỉ chú trọng cho mình các bạn nha. Đây là một cái cáp sạc mà nó có cái dưới lớp dây dù bảo vệ nha các bạn, bảo vệ bên ngoài cái dây đồng bên trong á. Đây cái vải dù của nó nha các bạn, khá bền ha. Nói chung là nó các bạn có là uống hoặc là làm bất kỳ cái gì á, nói chung có lớp bảo vệ bên ngoài là ok. Hoặc là cái dây có hai loại, một là dây dù nè, vải dù, hai là cái dây bằng nhựa, là các bạn có thể uống dẻo được nha. Nói chung nó không làm ảnh hưởng gì đến cái dây đồng bên trong, nhưng mà nó sẽ bảo vệ cho cái dây này nó xài được bền lâu hơn nha các bạn. Thì ở đây theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên lựa chọn những cái cáp sạc mà nó có một trong hai cái loại dây này bảo vệ, một là dây nhựa hay là dây dù. Hoặc là chờ mà các bạn mua được cái dây mà cái cáp mà cáp trơn á, nó không có cái dây nhựa, thì các bạn có thể mua ra ngoài, bên ngoài nó có bán một cái dây nhựa, để các bạn mua và rồi các bạn xoắn lại nha các bạn. Đây. Cái dây nhựa mà các bạn bảo vệ bên ngoài là ok. Rồi, lúc nãy mình đã nói về cái đầu dây cáp á các bạn. Cái nguyên nhân của nó là khoảng hơn 80% là cái do cái đầu cáp này nó hư nè các bạn. Nó đứt dây nha. Hoặc là do cái chân bên trong nè các bạn, nó bị hư ha. Nói chung là nó tiếp xúc không tốt với cái đuôi sạc của điện thoại di động á, nên nó không sạc vào nha các bạn. Thì đây á, để mình loại trừ một cái phần bên ngoài cho nghe cái đầu cổ cáp nè, thì các bạn nên lựa chọn những cái cáp sạc á mà mấy cái đầu, phần đầu này nè, nó bị đúc hẳn luôn nha các bạn. Nguyên đúc, nói chung là nó đúc nguyên khối luôn. Đây, với những cáp sạc này á, các bạn thấy không, nhìn thấy không, nó đúc nguyên khối là cái nó đảm bảo là cứng chắc luôn nha các bạn. Là nó, các bạn nên lựa chọn á, nó đúc nguyên hàng cả hàng khúc, một khúc dài như thế này, chứ đừng có cái phần nhựa nó nằm sát đây là không được, bắt bẻ nè. Nói chung là đúc nguyên khối hai đầu luôn nha các bạn, cái đầu cắm USB nè với cái đầu cắm vô cái đuôi sạc của điện thoại di động á. Đây là cái cổng USB Type-C nha các bạn. Còn đối với cáp mà cái cổng Lightning á,
nói chung là các bạn cũng tương tự, các bạn cũng tìm mua những cái sạc cáp á mà nó đúc nguyên khối như thế này, các bạn thấy không, đúc liền luôn nha, nó không có hở ra nha các bạn. Thì nó càng hở ra các bạn giật cắm vô, cắm ra giật quay lại là nó bung đứt mối hàng bên trong á, bung dây với dây luôn nha các bạn, dây điện bên trong á. À, mấy cáp này là đúc nguyên khối á, thì các bạn nên tìm mua những cái loại cáp như thế này, nó sẽ xài được lâu dài hơn so với những cáp thường nha các bạn. Rồi, cái vấn đề tiếp theo nữa mình sẽ nói về cái cách mà để các bạn kiểm tra thêm là các bạn dùng một cái cục điện, cục 500 y như lúc đầu á, cái này để các bạn test thử nha. Khi đi mua cáp sạc các bạn cũng có dùng một cục 500 này các bạn, nói chung là test sơ bộ thôi chứ không có cần phải chính xác đâu. Ở đây các bạn làm như lúc đầu của mình á, mình giả sử đi các bạn mua một cái cáp sạc mà các bạn không biết nó là loại xịn, loại tốt hay là loại dởm, thì các bạn phần đầu á, nó nguyên tắc của nó người ta chế tạo á các bạn, phần này là phần sắt nè các bạn, phần sắt nó cứng á, nó được tiếp xúc với chân USB nha các bạn, USB của củ sạc nè hoặc là cục sạc dự phòng á, nó cắm vô đây. Thì đây là phần sắt, thì các bạn cho dù cáp lô cáp zin gì á, đối với đầu USB này á, các bạn khi mà các bạn dùng 500 các bạn hít, để hít vô á, chắc chắn là nó bị dính nha các bạn. Tuy nhiên đối với cái đầu mà cắm vô điện thoại á, những cái cáp sạc lô á, thì các bạn cầm 500 các bạn hít vô nó sẽ dính luôn nha các bạn, nó làm bằng sắt luôn. Còn đối với những mà cáp xịn á, cáp xịn hoặc cáp chính hãng á, nó mấy cái đầu này nó bằng đồng, bằng đồng với là nó mạ kẽm hoặc là nó mạ inox á, nó bây giờ nó bị hít như vô nha các bạn, nó giống như cái chân cắm AC của củ sạc này nè. Đây, khi mà các bạn đi mua các bạn nhớ cầm theo cái cục 500 cho mình, các bạn test sơ thôi, tại vì nó hàng chơi nổi, hàng giả trên thị trường rất nhiều. Đây, mình sẽ cắm với thử ra, bạn thấy không, test thử đây nè, cái đầu cáp USB á, thì nó hít lúc nào nó cũng hít hết á. Rồi cái đầu này, cái đầu micro USB nè, cáp này cáp lô nha các bạn thấy không, nó dính hết dính luôn nè. Các bạn xác định được cái cáp này á, là cáp lô chứ không phải cáp zin nha. Thì các bạn đối với những trường hợp này các bạn đừng bao giờ mua, tại vì nó cái đầu mà đồng sắt á, là trong quá trình sử dụng á, các bạn để trong môi trường ẩm nước, ẩm mốc gì á, là nó sẽ ra oxy hóa nè, oxy hóa bị rỉ sét nè các bạn. Đây là mấy cái đầu này trong một thời gian nữa là nó bị rỉ sét, nó đen thui luôn nha các bạn, là nó không kết nối tốt với điện thoại. Là đối với những cáp sạc lô á, là lúc nào nó cũng vậy đó. Còn lấy 500 các bạn hít vô lại nó dính như thế này luôn, nó không có bung ra, dính hết dính hai, nó bị dính hai đầu luôn nha các bạn. Còn đối cấp zin á, nó chỉ bị dính một đầu thôi, đầu cắm USB thôi. Đây, mình sẽ test cho các bạn thấy cái cổng, cái cáp của Lightning. Nè, đầu này nó dính nha các bạn. Nhưng mà đối với cái đầu mà mình cắm vô iPhone á, thì chắc chắn nó không dính. Để hít nè, nó không bao giờ dính nha các bạn. Cái cáp này là cáp chính hãng của cái Horo này các bạn. Đây nè, cái bên thứ ba nha các bạn, chứ không phải hàng chính hãng. Nhưng mà cái bên thứ ba này sản xuất khá, cáp là khá tốt nha các bạn. Còn tiếp theo đây á, mình sẽ test thử cho các bạn thấy cái đối với cái cáp sạc của hàng bên thứ ba luôn. Cái này của Micron. Nè các bạn, đây cái đầu này nó hít dính nha các bạn. Nhưng mà đối với cái đầu mà mình cắm vô điện thoại á, cái đuôi điện thoại nó không bao giờ nó dính á. Các bạn không tin, các bạn cứ test thử cách zin á, là nó đều như thế này hết. Nó đảm bảo cho cái này á, không bao giờ nó bị rỉ sét so với cái hiện tượng mà đây nè. Nếu mà trường hợp mà cái đầu này á, nó bằng sắt luôn á, là trong thời gian dài mình sử dụng á, nhiều các bạn sử dụng được mấy năm trời á, thì cái này nó bị oxy hóa, nó bị rỉ sét nè,
nó không, bây giờ nó cắm vào điện thoại là nó không ăn luôn nha các bạn. Rồi nó ảnh hưởng đến cái điện thoại của mình á, cái chân sạc á, nên khi mà cắm cái chân mà cái đầu mà cắm vô cái điện thoại nó không, bây giờ nó chế tạo bằng cái sắt nha các bạn. Đối với những hàng chính hãng á, hàng tốt á, nên đây á, là cái cách đơn giản để mà mình hướng dẫn các bạn khi mà các bạn đi ra ngoài mua một cái cáp sạc tốt nha. Còn đối với những cái cáp sạc mà lô các bạn, tại vì cái cáp này á, các bạn có thể bẻ, ví dụ như cáp này là các bạn bẻ gập vô nó bây giờ nó bung ra nha các bạn. Nè các bạn bẻ thử ra gập rồi nó đỡ cái vị trí này á, lúc nào nó cũng giữ nguyên luôn, nó không có bung ra nha các bạn. Còn đối với cáp sạc zin á, nó các bạn bẻ vô rồi các bạn bỏ nó, bẻ ngược lại á là nó giãn ra nha các bạn. Nói chung nó thẳng lại ha. Là đây cũng là một cách để mà các bạn có thể phân biệt được cấp lô, cấp zin. Thì trên đây á, mình đã hướng dẫn các bạn một số cách để các bạn lựa chọn một cái cáp sạc zin của mình nha. Các bạn quét mã QR nè, các bạn mua chỗ những nơi uy tín nè, hoặc là các bạn cái lựa cáp sạc á, có cái lớp vỏ bảo vệ ha, cái dây dù hoặc là dây nhựa, hoặc là cái những cái cáp sạc bắt buộc đó, hai đầu cáp á phải được đúc nguyên khối nha các bạn, đúc nguyên khối đúc liền nha. Chứ còn cái mà cái phần cắm vô nó các bạn thấy nó không bị đúc liền á, các bạn cắm gì trầy vô á, nó sẽ bị bung cái mối hàn bên trong, bung đứt dây luôn nha các bạn. Các bạn không nên mua những cái loại cáp đó. Đồng thời các bạn khi mua đó, các bạn có thể dùng một cục 500 để test thử thôi. Cái này đối với những ai mà mua cái hàng linh kiện á, chứ không phải là hàng chính hãng, hoặc là cái bên thứ ba nó không tốt á, thì các bạn có thể dùng cái test thử nha các bạn. Còn hiện nay cái mẫu mã và mẫu mã đối với những cái cáp sạc này nó ra rất nhiều, nó đa dạng về chủng loại luôn. Rồi các bạn có thể tìm tham khảo trên mạng ha. Ở đây mình nói sơ qua cái một cái loại cáp mà cái này là bên thứ ba nó sản xuất, cái hãng Miracom này các bạn. Cái này nó sản xuất rồi, các bạn nhìn thấy cái mẫu mã nó cái kiểu dáng khá tốt nha các bạn. Dây này bên ngoài là dây dù nè, nó bảo hòa. Còn như hai cái đầu của mình á, đầu cắm USB với cái đầu mà cắm vô điện thoại của mình á, nó đúc nguyên khối nha các bạn, đúc dày luôn nha. Cái nhựa các bạn đúc khá, cái chiều dài nó khá dày nha các bạn. Rồi các bạn hôm nay cũng các bạn mình cũng đã test rồi, các bạn có thể dùng 500 rồi các bạn nhìn cái đầu nè. Bên trong á thì chắc chắn cái đầu đồng á các bạn. Cái tiếp xúc đồng bên trong á, cái chân đồng á nó vàng nha các bạn. Chứ không được không phải xi mạ nha. Đồng thời các bạn khi mà các bạn sử dụng á, những cái loại cáp này á nó rất hay, nó sẽ có một cái đèn LED nè, đèn LED trên đầu nó sẽ báo cho cái coi nó, cái dòng điện nó chạy đến đây không nha các bạn. Trường hợp á mà các bạn khi mà cắm cáp vô á mà cái đèn LED này không báo á, là nó một là nó bị hư, nó các bạn có thể hư cái dây hoặc nó bị đứt ngầm á, cái này mình phát hiện rất dễ nha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái ổ cắm. Và mình dùng cái cục sạc nhanh luôn nha các bạn. Sạc nhanh của Samsung luôn. Rồi. Mình cắm thử vô. Nè các bạn để ý nè, cái cáp sạc của mình á. Rồi các bạn thấy không? Cái LED nó báo luôn nha các bạn. Các bạn mua những cái cáp sạc này rất hay ha. Đó, những cái cáp này các bạn khi mà các bạn rút ra nó sẽ tắt đi, mà nếu bạn cắm lại á, cái đèn LED này báo rất hay ha. Báo LED nó báo chuyển màu phải không? Như các bạn những cái cáp này á, các bạn thì không, cái bên thứ ba này nó sản xuất á, nó rất là hiện đại thời trang ha. Đây là cái cáp sạc chính hãng của Samsung luôn. Nó đi kèm với cục sạc nhanh này các bạn nhìn thấy không? Cái bảng của nó to hơn nhiều so với cái cáp thu này, nó dễ cầm dễ nắm nha các bạn. Cái này nó cái kích thước nó to hơn nha các bạn, nó dày hơn. Nói chung là về thẩm mỹ á, là cái mấy cáp này đẹp hơn, đồng thời nó bền hơn nha các bạn. Nó gia cố và cái phần vỏ bao bọc bên ngoài nè, so với cái cáp trơn mà của Samsung nó cung cấp cho mình á, thì nói chung là mình xài những cái cáp này sướng hơn ha.
với độ bền của nó chuyên sản xuất vải, nó độ bền nó sẽ lâu hơn so với các loại chính hãng nha các bạn. Nói về là những bạn nào á thích những cái mẫu mã thời trang hay là cái chất lượng gì đó, các bạn nên theo cái tiêu chuẩn chọn cái cáp sạc cho mình y hệt như thế này nha. Thì tùy theo các bạn lựa chọn cái nhu cầu mà mình sử dụng. Thì các bạn, một là các bạn lựa chọn cái cáp sạc chính hãng nè, từ những cái công ty như sản xuất điện thoại di động như iPhone, Samsung hoặc là Huawei, Apple vậy, các bạn đến cái cửa hàng hoặc là cái trung tâm của nó các bạn mua. Hai là các bạn có thể đe ra những cái công ty mà chuyên sản xuất có tiếng của cái bên thứ ba, nó chuyên sản xuất pin cáp sạc á, thì các bạn mua cũng được, ok nha. Nó thời trang, nó mẫu mã đẹp hơn ha. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ các bạn. Hẹn lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.